Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Thịnh, huyện Đắk Song, chuyên chế biến nông sản xuất khẩu. Mỗi tháng, công ty này xuất khẩu từ 150 đến 200 tấn chanh dây qua thị trường các nước Nga, Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc xuất khẩu hàng hóa của công ty này gặp rất nhiều khó khăn hơn một tháng qua. Lượng hàng hóa xuất khẩu đi các nước đi chậm trễ hơn so với trước. Chi phí vận chuyển cũng đội giá. Xung đột giữa Ukraine thì cái hàng hóa mà xuất đi thì nó cũng chậm, nên là cái tỷ lệ hàng lưu kho nó rất nhiều. Nên là nhà máy đang hoàn thành định hướng là lắp thêm 2 kho trữ đông để trữ hàng hóa. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đắk Nông đã mạnh dạn đầu tư máy móc sản xuất, chế biến sâu chanh dây. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Tâm đã đầu tư kho lạnh với sức chứa 100 tấn để chế biến sản phẩm dịch chanh tươi xuất khẩu. Tuy nhiên, do nguồn nguyên liệu không ổn định, doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng. Mình muốn là bây giờ như doanh nghiệp như thế này thì một doanh nghiệp lớn như vậy thì luôn luôn là muốn cái nguồn nguyên liệu nó ổn định. Nó không nhiều mà cũng không ít. Nó vừa tầm để cho mình làm duy trì hàng tháng để cho doanh nghiệp có doanh thu và công nhân mình đào tạo đấy là họ có việc làm để không phải nghỉ dài hạn. Nhằm tháo gỡ những khó khăn này, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung, cầu, tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác xuất khẩu. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Nông đạt hơn 466 triệu đô la Mỹ, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Sẽ phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương để cung cấp tình hình về thị trường xuất khẩu cộng hàng nông sản để các doanh nghiệp sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, cũng như là tiếp tục triển khai thực hiện các cái chương trình khuyến công để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự cạnh tranh trên thị trường. Về phía doanh nghiệp thì Bộ Công Thương cũng đề nghị như thực hiện một số nhiệm vụ như là chủ động nghiên cứu, tìm hiểu những cái yêu cầu về điều kiện của thị trường xuất khẩu, cũng như là chú trọng quan tâm thực hiện cái việc xuất khẩu sang cái hình thức chính ngạch, cũng như là tem nhãn truy xuất nguồn gốc. Thiếu vốn, thiếu nguyên liệu sản xuất hay thị trường xuất khẩu gặp khó là những thách thức buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải linh hoạt tìm các giải pháp nhằm chủ động thích ứng kịp thời. Đồng hành cùng với các doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng đã thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp